Là người lớn tuổi nhất, nhưng Yanka đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Thậm chí có lúc anh đã tới đích chỉ sau Lăng LD, em út của Yankas. Có thể thấy, anh già đã nỗ lực trong trò chơi này. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Sau đợt huấn luyện ở Hàn Quốc, Trường Giang, anh cả của dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2, có vẻ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Và anh đã ứng dụng ngay ở tập ghi hình đầu tiên của chặng cuối cùng tại Phú Quốc. Trong game Đồng Hồ Cúc Cù, các thành viên được đòi hỏi phải chạy nhanh để có thể đến nơi trước, có sức mạnh để chọc thủng tấm màn nhựa lẫn ngăn cản những pha phá đám của các thành viên còn lại. Là người lớn tuổi nhất, nhưng Yanka đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Thậm chí có lúc anh đã tới đích chỉ sau Lăng LD, em út của Yankas. Tuy nhiên, có vẻ may mắn chưa mỉm cười với Trường Giang. Kể cả khi vật lộn với Lan Ngọc, bày trò chơi dơ, anh vẫn không thể làm thủng tấm màn nhựa. Dù vậy, có thể thấy anh già đã nỗ lực trong trò chơi này. Sang đến game Đồng Hồ Cát, Trường Giang thể hiện sự song sáo khi chơi. Hiểu rõ chất liệu nhựa được sử dụng để căng đường đi, anh tự tin chạy mà không lo lắng điều gì. Trước những cơn sóng nhân tạo, Yanka gặp không ít khó khăn nhưng đã miệt mài quay lại, xúc cát đổ vào xô để đi tiếp. Khi PD thông báo chỉ còn 30 giây cuối cùng, Trường Giang chỉ vừa bắt đầu xuất phát nhưng anh vẫn chạy bất chấp cho đến lúc bị trượt chân ngã xuống bãi cát. Là người yếu nhất trong dàn cast nam và bản thân cũng từng thừa nhận điều này, Trường Giang được xếp thi đấu với Lan Ngọc, một cô gái lắm chiêu trò, và Thúy Ngân, thành viên nữ nhưng thể lực đáng gờm trong game kéo cò. Để công bằng, mọi người chấp nhận kéo cột mốc, tức chiếc đồng hồ mà Trường Giang cần đặt chai bia lên, ra xa hơn. Mất khá nhiều thời gian để tìm được các chai bia có đánh số nhiều cầu, Trường Giang còn phải đối phó với hai cô em gái lúc này đang tìm cách cản mình. Nghe lời Trương Thế Vinh, anh quyết định án binh bất động, nằm xuống và dùng hai chân trụ để không bị kéo đi. Nhờ nghe lời đàn em, Yanka đã trụ vững và song song đó, anh cũng với tay để đào bới tìm chai bia có số 3. Vừa có được, Trường Giang bất ngờ dùng hết sức bình sinh để đứng dậy và rướng người về đích, đặt chai bia lên đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ. Game xé bản tên cuối cùng mới là dịp để Trường Giang thể hiện những gì anh đã trải qua trước đó để rút kinh nghiệm. Biết rõ Isaac là tấm chiếu mới, anh quyết định săn đàn em đầu tiên dù thực tế, thể lực và vóc người của cựu thành viên 365 Japan đô hơn hẳn. Tuy nhiên, khi bị Isaac đuổi theo, Trường Giang quyết định bỏ chạy. Được vài phút, anh chuyển sang đối đầu và vật lộn với đàn em. Nhờ kiên trì và đã tập luyện nhiều, Yanka thành công xé được bản tên của Isaac trong sự bất ngờ của mọi người. Đến trận hỗn chiến trước cửa phòng làm nhiệm vụ đặc biệt, anh gặp khó khăn vì phải đối đầu với Liên Bỉnh Phát. Chật vật thoát khỏi vòng vây, anh quay ngược lại để cứu Trương Thế Vinh nhưng lại rơi vào thế bị hội đồng. Voi biển không cứu kịp, một mình chống lại ba người em trẻ, khỏe, Trường Giang đã bị loại. Tuy nhiên, cách chơi của anh đã nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến công nhận anh cả của Running Man Việt Nam chơi là chạy, đã có sự thay đổi rõ rệt, không còn nhút nhát như trước. Tập này, anh Giang chơi ổn quá, ráng phát huy nha anh ơi. Ủa, có ai nhận ra anh Giang chơi tốt hơn rồi không? Cứ vậy mà tiến nha anh ơi, còn có vài tập thôi. Phải khen Trường Giang đợt này, đi Hàn Quốc về cái khác hẳn. Good job, anh Giang. Không những có sự tiến bộ rõ ràng trong tập mới đây, anh cả Trường Giang còn rất quan tâm chu đáo đến khách mời Isaac. Mới đây, Isaac đã chia sẻ về kỷ niệm anh nhớ nhất trong quá trình ghi hình Running Man. Anh chia sẻ, có một kỷ niệm rất vui là trong bữa ăn trưa, anh có chia sẻ với anh Giang là anh không ăn cơm trắng do đã chuyển sang gạo lứt hơn 2 năm nay rồi. Mà lúc đó đi quay với cả đoàn, anh cũng không thể đòi hỏi nên tôi cũng chủ động ăn ít cơm, nhiều rau. Anh Giang thấy vậy mới quay sang hỏi sao anh ăn ít vậy, lát nữa không có sức mà quay. Anh kể là mình không nạp nhiều tinh bột được nên chỉ ăn một chút để có năng lượng. Nghe xong, anh Giang mới gọi điện thoại cho ai đó. Anh nghĩ anh chỉ gọi cho đồng nghiệp, nhưng anh đột nhiên bảo là tối nay sẽ có gạo lứt cho anh ăn cơm. Isaac bày tỏ sự xúc động vì dàn cast Running Man rất thân thiện và quan tâm khách mời. Đó là điều anh nhớ đến tận bây giờ và chưa có dịp gặp lại anh Giang để cảm ơn. Vì quay xong dàn cast chính ở một khách sạn khác với khách mời. Không những quan tâm các em, anh cả Trường Giang cũng rất chu đáo chăm sóc cho khách mời. Sau khoảng thời gian dài tham gia Running Man Việt Nam chơi là chạy, Trường Giang dường như đã hòa nhập được với cách chơi lầy lội của chương trình. Ông anh cả không ngại chơi dơ, phản bội, chỉ để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đằng sau các cảnh quay, ông xã Nhã Phương hiếm khi tham gia vào các cuộc vui cùng đàn em.
điển hình như ở tấm hình hậu trường mới nhất, trong khi dàn cast thi nhau nô đùa tinh nghịch thì Trường Giang lại ngồi bấm điện thoại. Trường Giang từng chia sẻ về tin đồn bị cô lập trong một tập Running Man Việt Nam. Anh nói, hiện tại các thành viên rất thân nhau, rất gần gũi nhau, nhưng hay bị mọi người nói sao không thấy Trường Giang đi chơi chung, đi ăn uống chung. Em còn vợ còn con, lúc nào rảnh em phải gọi điện nói chuyện với vợ con, rồi em còn công việc, còn nhà hàng, còn quán cơm và mấy công việc khác. Em phải lo kịch bản chương trình này, chương trình kia, là công việc của riêng em nữa, cho nên khi nào có thời gian rảnh là em phải nhào vào làm những việc đó. Sau khi ghi hình xong Running Man thì cuối ngày em làm việc của em. Các em đi chơi có hỏi chứ, gọi rồi rủ, chụp hình đồ ăn gửi rồi tụi nó ghẹo là sao tụi em ăn ngon vậy mà không có mặt anh, lêu lêu. Em mới nhắn, thôi mấy đứa ăn đi, anh ở phòng rồi, anh có việc. Thì các thành viên cũng biết mà. Biết hết chứ, chứ không lẽ không có tôi đi rồi không cho tụi nó chụp hình đăng lên mạng. Anh em vẫn bình thường, Trường Giang cũng nói. Người ta đăng gì kệ người ta đi. Nhưng mấy em nói là sợ anh Giang buồn thôi. Em mới nói, không có gì cả, anh em nghệ sĩ được cái là hiểu nhau. Dù là một anh già có phần yếu thế về thể lực, nhưng anh vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của chương trình cùng các thành viên Running Man Việt Nam. Dù là anh chơi dơ hay chơi đẹp thì đều đem lại tiếng cười cho mọi người, nên có khen Giang ca chơi xuất sắc thì cũng đều nhận được sự đồng tình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Showbiz 24 giờ trên kênh Ống Kính Hậu Trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!